của cao là nó cũng không lên đâu. Tỷ lệ lên 50 rồi. Để 45 cho ta. 50 đi. Tắt một lần này. Tắt hai lần này. Tắt ba lần này. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video bên con game MU Hà Nội mới nha anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ làm một video F-Wing SF8 nha, Season 8 nha, F-Wing Season 8 nha. Thì hôm nay mình sẽ F-Wing Thiên Thần và Ác Quỷ. Thì nguyên liệu là đây. Gồm Long Vũ Pha Lê nha. Đây đây, Long Vũ Pha Lê và không một mảnh thiên thần hoặc là chinh phục đây, thiên thần hoặc là mảnh chinh phục, rồi một viên trao, rồi một viên ngọc sáng tạo, rồi một cụm ngọc ứng nguyện và một cụm ngọc tâm linh nữa, và thêm một món đồ thần nha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ ép thử cho anh em xem nha. Bây giờ mình sẽ ép ép cánh ác quỷ trước nha. Vì cánh này DK. DK đều khá là đẹp nha anh em ơi. Rồi, phải đi giải nén. Giải nén chào với lại Kre đó. Không biết có tạo nên kiệt tác không đây. Cắt bớt đi. Rồi. Đây, vào kết hợp bình thường. Có vào. Bánh chinh phục. Một viên trao, một viên sáng tạo, một ước nguyện, một cụm tâm linh. Tỷ lệ thành công là 40% nha anh em ơi. Đó. Bây giờ là mình nên bố bùa không ta? Cái đầu tiên không nên bùa không? Rồi. Mình sẽ chơi chiến thuật là bấm một lần. Sau đó mình tắt. Cái thứ hai mình bấm là mình bấm luôn. Trước. Có nhỏ anh em ơi. Chiến thuật không thành, chiến thuật không thành. Không thành thì mình làm lại. Bây giờ mình vẫn là tiếp tục là ép với ác quỷ. Rồi nguyên liệu gồm một lông pha lê, một cái trao, rồi đầy đủ rồi. Con này mình sẽ bỏ hai viên thôi, bỏ cao là nó cũng không lên đâu. Vào đi. Tỷ lệ lên 50 rồi. Để 45 cho ta. 50 đi. Tắt một lần này.
Tắt 2 lần này. Tắt 3 lần này. Dứt. Không ổn, không ổn, không ổn. Chiến thuật này có vẻ toang anh em ơi. Toang, 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 toang. Tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục, tiếp tục. Con này bố một cái bùa thôi. Mình sẽ chơi rút ngắn xuống. Nếu mà được cái quỷ ác quỷ này thì DK mang khá là đẹp. Một, để nó ném đi. Tạo nên siêu phẩm không? Một lần, hai lần, ba lần. Dứt. Nhói, nhói lòng quá anh em ơi. Khá là nhói lòng nha. Cái cuối vẫn là cái cánh ác quỷ nha. Vẫn là cánh ác quỷ. Và lần này mình sẽ bỏ hai viên. Toan, toan, toan rồi, toan rồi. Bây giờ là cái cuối cùng. Thiếu cái gì đó. Bà mẹ nó thiếu hai cục ngọc kia. Em hai lần kìa. Tắt đi. Dứt. Toàn 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 rồi anh em ơi. Không thành công anh em ơi. Khá chỉ là nhỏ. Khá chỉ là khoai. Còn nhiêu đây nhưng mà hết lông vũ rồi. Thì phải chờ đi kiếm lông vũ để mình quay tiếp nha anh em ơi. Toàn có toàn. Cái này thì hôm bữa làm video rồi đấy. Ra được cái siêu phẩm Win ác quỷ cho DK mà đeo là đúng bài luôn. Không ngờ là có toàn anh em ơi. Có toàn giờ làm gì giờ? Toàn có toàn. Con có, con có, con có, con có rồi. Hạ cơn tức giận rồi. Thôi, video ép Win Season 8 thất bại. Mình xin kết thúc tại đây nha. Mình sẽ kiếm thêm nguyên liệu và mình sẽ ép cho anh em xem tiếp nha. Thôi, bye bye mọi người nha. Chúc mọi người chơi game vui vẻ nha. Bye bye.